Trong tối qua tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Champasak, Lào, đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương đã tham dự khai mạc triển lãm trưng bày sản phẩm hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam, Lào và Thái Lan. Triển lãm do Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Xế, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức với sự tham gia của 40 gian hàng đến từ 11 tỉnh thành của Lào, Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, Việt Nam có 20 gian hàng của các tỉnh thành Quảng Nam, Đà Nẵng, Kon Tum, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. Các sản phẩm trưng bày tại triển lãm là sản phẩm OCOP đặc trưng địa phương và các mặt hàng nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu. Bên cạnh đó, tại triển lãm còn trưng bày các hình ảnh, clip giới thiệu về con người vùng đất của các địa phương. Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng diễn đàn kết nối thúc đẩy đầu tư thương mại du lịch Việt Nam Lào Thái Lan diễn ra tại tỉnh Champasak. Các hoạt động tại triển lãm góp phần thúc đẩy xuất khẩu và tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, xúc tiến thương mại, tạo diễn đàn cho các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm về chế biến nông sản, tìm kiếm và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh giữa doanh nghiệp và người sản xuất.